bất ngờ với bộ mặt ẩn giấu ít được biết đến của 12 cung hoàng đạo nam. Ai gây bất ngờ nhất? Bất kỳ một người nào cũng sẽ có những đặc trưng ẩn giấu phía sau vẻ bề ngoài tính cách của mình. Những hành động hay cách cư xử thường ngày vẫn chưa đủ để hiểu hết về một người. Với 12 anh chàng hoàng đạo cũng vậy. Nếu tìm hiểu và quan sát sâu hơn, các cung hoàng đạo vẫn còn nhiều khía cạnh tiềm ẩn cùng khám phá xem, bộ mặt ẩn giấu của 12 chồng sao Nam là gì, để hiểu rõ nhất về họ nhé. Một chồng sao Nam Bạch Dương Lãng mạn, hơi chút xến sẫm. nằm dưới sự cai trị của sao hỏa, các anh chàng Bạch Dương được thừa hưởng sự sôi nổi, giàu năng lượng, luôn nhiệt huyết trong mọi vấn đề. Bề ngoài các chàng trai cừu trắng, luôn thể hiện mình là một người đàn ông nam tính, cứng rắn đúng như những gì mọi người nghĩ về mình, và bản thân họ cũng muốn bộc lộ ra điều đó thế nhưng ít ai biết được ẩn sâu bên trong cung hoàng đạo này là một người thích lãng mạn thậm chí có phần hơi sến sẫm đây là một trong những mặt tính cách mà nam bạch dương luôn muốn che giấu vì lo sợ mất mặt dù không nói nhưng họ rất thích một người bạn gái có thể làm trái tim họ tan chảy bằng những hành động lãng mạn người có thể gọi điện thoại cho họ giữa đêm để thì thầm những lời ngọt ngào cho họ thoải mái là chính mình khi ở bên cạnh và là người để họ bộc lộ những lúc buồn bã và yếu lòng nhất. 2. Chồng sao Nam Kim Ngưu. Sùng bái các nguyên tắc đạo đức. Kim Ngưu là những chàng trai theo chủ nghĩa truyền thống. Cung hoàng đạo này luôn tuân theo những thứ gọi là quy tắc và nguyên tắc, những điều gì được dạy dỗ từ nhỏ trong gia đình và trường học, họ sẽ giữ gìn cho đến cuối đời. Đó chính là lý do khiến họ trở nên cứng đầu và rất khó thay đổi đặc biệt là với các nguyên tắc đạo đức được hình thành từ khi họ còn nhỏ họ muốn sống trong một thế giới nơi mà mọi người quan tâm yêu thương lẫn nhau và sống theo các nguyên tắc đạo đức đã được hình thành từ lâu đời vì thế nam cung hoàng đạo này sẵn sàng đấu tranh đến cùng để bảo vệ những người mà họ yêu thương nếu có ai dám thách thức họ và những quy chuẩn đạo đức ấy 3, chồng sao nam song tử. Khả năng lắng nghe tuyệt vời. Vốn được biết đến là những nhà ngoại giao tài ba, nhờ khả năng ăn nói khéo léo và lanh mồm lanh miệng của mình, Song Tử có thể nói thao thao bất tuyệt về đủ chuyện trên trời dưới đất. Ở bên cạnh anh chàng này, bạn sẽ không bao giờ lo nhàm chán hay hết chủ đề để nói. Nói giỏi, nhưng ít ai biết được, những chàng trai Song Tử còn là một người lắng nghe tuyệt vời cung hoàng đạo này là người hay nói nhiều nhưng đặc biệt thay họ cũng là người lắng nghe xuất sắc chính khả năng lắng nghe tuyệt vời này đã giúp họ được trải nghiệm thế giới thông qua những trải nghiệm của người khác càng làm tăng thêm vốn hiểu biết vốn đã rất phong phú và đa dạng của họ anh chàng song tử có thói quen bắt đầu cuộc trò chuyện với người khác bằng cách hỏi về các sự kiện quan trọng mà họ đã trải qua và hào hứng lắng nghe câu chuyện tiếp sau đó 4. Chồng sao nam cự giải Sợ bị phê bình, đánh giá Bộ mặt ẩn dấu của 12 chồng sao nam là gì? Đối với anh chàng cự giải, họ luôn giữ thái độ ôn hòa, cư xử thân thiện với mọi người. Khi có ai đó cần được giúp đỡ, chàng cua chẳng ngần ngại đưa tay ra. song ít ai biết rằng, sự nhiệt tình này của họ, bắt nguồn từ việc anh ấy rất sợ bị phê bình, bị đánh giá, và thậm chí là chê trách cách mà họ đối xử tốt với mọi người cũng giống như một nhịp cầu ngoại giao để có thể luôn giữ được ấn tượng tốt với đối phương anh chàng hoàng đạo này với tâm hồn nhạy cảm bên trong vẻ ngoài cứng cáp mạnh mẽ không hề thoải mái với những lời chỉ trích của xã hội hay các lời góp ý trái ngược với ý kiến của anh ấy nhưng tin vui là theo thời gian và tuổi tác các chàng cự giải sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn khi đối diện với vấn đề này năm Chồng sao nam sư tử Gia đình là số 1 Ẩn sâu bên trong, một chàng trai sư tử hướng ngoại, sôi nổi, thích được chú ý, là một người đàn ông của gia đình. Dù cho có đam mê ánh hào quang đến đâu, thích được chú ý nhường nào, thì nam cung hoàng đạo này vẫn luôn dành cho gia đình của anh ấy sự ưu tiên số 1. Vì thế, nếu phải đứng trước lựa chọn, giữa danh tiếng và bảo vệ gia đình của mình, cung hoàng đạo này sẽ chọn ở bên cạnh những người thân yêu. Bởi gia đình, chính là điểm tựa vững chắc cho họ. Thậm chí, nếu có người gây tổn hại đến gia đình mình, họ sẽ lộ ra bộ mặt đáng sợ vô cùng, cho đối phương nếm trái đắng xứng đáng, vì đã động chạm đến điều thiêng liêng nhất với sư tử. Tuy nhiên, tính cách này cũng khiến các anh chàng sư tử có xu hướng bao che khuyết điểm cho người thân. 6. Chồng sao nam xử nữ thường tự nghi ngờ bản thân. Sử nữ là chồng sao, theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, luôn cố gắng hoàn thành trọn vẹn nhất trong mọi vấn đề. Anh chàng hoàng đạo này luôn đặt ra những yêu cầu khá cao và dùng nó để đốc thúc bản thân luôn tiến về phía trước. Dù là một trong các cung hoàng đạo, sở hữu sự thông minh, nhạy bén và sắc sảo nhất, thế nhưng các chàng trai sử nữ có một bí mật là thường hay nghi ngờ về sự thông minh của mình vẻ ngoài hoàn hảo năng lực làm việc cũng không chút chê trách thế nhưng để làm được những điều đó họ đã không ít lần phải vật lộn với những suy nghĩ rằng bản thân không đủ thông minh thành công của mình là do may mắn chứ không phải bởi năng lực thực sự ngay cả lời khen của người khác cũng khiến họ khá khó tiếp nhận ngay mặt khác họ cũng thường chỉ trích phê bình sự thông minh của người khác điều đó cũng phần nào khiến họ mất điểm trong mắt những người thân thiết xung quanh họ, như bạn bè hay người yêu. 7, chồng sao Nam Thiên Bình. Nhiều suy nghĩ, trăn trở. Thiên Bình được nhiều người biết đến với tính cách hướng ngoại sôi nổi và kỹ năng giao tiếp xã hội cực kỳ tốt. Nhưng thật ra, họ không hướng ngoại hoàn toàn. Một phần trong con người họ khá nội tâm và là điều khiến họ thường xuyên suy nghĩ, trăn trở nhiều. Đây là chồng sao thích cái đẹp ham mê những điều mang tính nghệ thuật. Có lẽ bởi vậy, khi không được đáp ứng nhu cầu của bản thân, họ luôn cảm thấy bức rứt không yên. Có những thời điểm, Thiên Bình Nam chỉ muốn ở một mình, rối rắm trong những suy nghĩ nội tâm, và mất một thời gian, mới có thể lấy lại sự tự tin như thường ngày. Những lúc như vậy, họ lại trở nên yên tĩnh và trầm ngâm lạ thường. 8. Chồng sao nam hổ cáp Luôn cố tỏ ra mạnh mẽ sự khôn ngoan không bao giờ đến quá dễ dàng. Đó là câu nói mô tả chính xác nhất về sự khôn ngoan của nam hổ cáp. Những thử thách và gian khổ trong cuộc sống đã trôi rèn nên một anh chàng hổ cáp mạnh mẽ, sắc sảo và khôn ngoan. Nhưng hầu hết mọi người đều không biết đến mặt tính cách này của chàng hoàng đạo hổ cáp vì họ che đậy cảm xúc rất tốt. Họ ít khi than vãn, kể lễ quá nhiều về quá trình đấu tranh khó khăn của mình song con người, không phải cổ máy toàn năng, cũng có những thời điểm hổ cáp, phải đối mặt với cảm giác thất bại và vấp ngã, chỉ là họ luôn che giấu những cảm xúc tiêu cực đó, và trưng ra bộ mặt hoàn hảo nhất của mình, khiến người khác nghĩ rằng, họ sẽ không có việc gì không làm được. 9. Chồng sao nam nhân mã Khả năng phân tích sâu sắc Chàng trai nhân mã, tiềm tàng khả năng phân tích khá sâu sắc. Họ biết cách, dùng đầu óc sắc bén của mình, để đánh giá và ra quyết định xem lúc nào nên im lặng lúc nào nên có một cuộc chiến thực sự giữa những người đàn ông với nhau đa phần họ chọn xử lý mọi chuyện bằng cái đầu thông minh linh hoạt hơn là dùng đến cơ bắp mặc dù các chàng trai thuộc cung hoàng đạo này có thể hạ gục đối thủ trong tích tắc bằng sức mạnh và cơ thể lực lưỡng của mình chính khả năng phân tích vấn đề sâu sắc giúp họ luôn cư xử hợp tình hợp lý trong các mối quan hệ thành công giành được thiện cảm với người khác. 10. Chồng sao nam ma kết Đánh giá chủ quan về người khác Ma kết luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu trong cuộc sống cần đạt được và muốn trở nên xuất sắc trong lĩnh vực họ theo đuổi. Họ tham vọng và nuôi dưỡng các mơ ước lớn lao. Vậy nên, khi người khác không có mơ ước vĩ đại giống họ, họ thường lên tiếng chỉ trích và cho đó là giấc mơ hảo huyền và viễn vông cũng bởi chồng sao này có thói quen đánh giá chủ quan về người khác, ngay từ những ấn tượng ban đầu nên họ cũng khó gây dựng được thiện cảm với đối phương. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới việc họ gặp khó khăn trong việc tạo dựng quan hệ xã giao, cần cho công việc. 11. Chồng sao Nam Bảo Bình. Coi trọng số lượng hơn chất lượng. Là một cung khí, Bảo Bình rất giỏi trong việc nói chuyện với mọi người xung quanh. Đó là lý do cung hoàng đạo này có thể dễ dàng kết bạn, dù xuất hiện bất cứ nơi đâu. Bên cạnh đó, họ còn là một người bạn trung thành, đặc biệt với những người bạn thân thiết nhất. song không phải lúc nào, anh chàng Bảo Bình cũng để tâm, vung vén cho những mối quan hệ bạn bè của mình. Thực tế, chồng sao nam này thích kết bạn, thích giao lưu, và họ muốn có càng nhiều bạn càng tốt. Họ có xu hướng coi trọng số lượng bạn bè, hơn chất lượng, vì nghĩ rằng có nhiều bạn, đồng nghĩa với việc, sẽ được giúp đỡ ở mọi lĩnh vực mà mình cần trong cuộc sống. 12. Chồng sao nam song ngư Lòng tốt là một cuộc trao đổi. Song ngư thường gây ấn tượng, là một anh chàng có trái tim ấm áp, giàu lòng thương yêu và trắc ẩn. Đó là lý do, họ có thể sẵn sàng tử tế, và giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, dẫu cho đó là người lạ, hay kẻ thù của mình. Thực tế thì, trong thâm tâm của chồng sao nam này, lòng tốt với họ cũng là một cuộc trao đổi. Giúp người để được người giúp lại, đây chính là suy nghĩ ẩn sâu trong đáy lòng mà Ngư Nhi luôn cố che giấu. Nói vậy, không có nghĩa Song Ngư không thật lòng muốn giúp đỡ người khác. Họ vẫn rất nhiệt tình và hết mình khi có người cần tới họ, chỉ là Song Ngư cũng hy vọng đối phương cũng sẽ xuất hiện kịp thời như vậy khi họ cần đến.